với video mới của mình. Hôm nay đi làm ra rồi tranh thủ đi vào GSW nè, chỗ này là mua bán giày á, cho nên cũng tranh thủ sau lễ Black Friday, cho nên mình không thích đi vào những ngày Black Friday tại vì nó đông lắm. Với lại mặt hàng nó cũng giống nhau thôi, tuy rằng có một số mặt hàng nó sale giống nhau nhưng mà đông lắm, người nội mà cái deadline không cũng mệt rồi. Thôi giờ đi vô tìm thử cái mẫu dây nào đẹp thì mình vô mình mua hết. Mình nha. Đã có một số mặt hàng nó đang clear, nó sell up luôn á. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với cửa hàng DSW này á, là khá là rộng. Nói chung là nó rộng lắm. Có nhiều mặt hàng giày dép, đa số dành cho nữ giới. Hiện tại á, đang trong quá trình sale. Đó, như mọi người thấy cái tag 20%, 30%, 40%, 50% và 60%. Tùy theo cái tag mà mình có thể giảm ha. Thì để mặt hàng clear đó. Có nhiều mẫu giày, từ giày nhỏ đến giày lớn, rồi cho giày trẻ em. Thì mình cũng đi dạo một vòng để mình tìm những cái mẫu để mình ưng ý ha. Tại vì để có nhiều mẫu giày lắm để mình, cho nên mình phải dạo trước. Cũng có nhiều mẫu giày khá là đẹp. Mình nói thật với mọi người nha, đi mua sắm là một cái, nói chung là giống như một cái sở thích vậy đó. Nhiều người họ thích đi mua sắm, nhưng đối với mình nó chỉ là một cái vấn đề nhu cầu thôi, chứ mình không có thích. Tại vì lâu lâu thì mình cũng phải cần những cái đôi giày mới để mình mang ha. Đó, mẫu này cũng đẹp nè. Đa số giày trong này là từ khoảng 60 đồng trở lên không à. Để mình ghé qua cái hàng giày clear thử hai hàng mà người ta bán, để người ta lưu hàng á, bán bỏ mẫu luôn á, cho nên mình để mình ghé thăm thử ha, có mẫu nào ưng ý không. Đôi lúc có những mẫu mới nhưng mà mình lại không ưng ý bằng những mẫu cũ, hỏi tại sao thì mình cũng không biết nữa. Đây, phía đây là giày nữ, mình với em gái mình đi vô tham quan. Cũng có nhiều mẫu lắm nhưng nói chung là mình thấy khá là xấu. Nếu ai ở gần thì ghé thăm ha. Đi tới 34 đồng một cent. Từ Mỹ bữa nay thích lắm. Yes. Rồi mình ghé thăm cái line này nè, nhưng mà mình thấy có những cái đôi giày khá là đẹp cho nên mình quyết định mình thử cái đôi này. Tại vì mình cũng đang tìm những cái đôi giày mà mình khi mình xỏ vào á thì mình không cần phải rút dây. Đôi này thì nó không cần rút dây, mình chỉ cần kéo vào thôi, như mang là như đôi sandal đó nhé, đó sandal vậy đó. Đó, không cần. Thì size mình mang là size 11. Size mình mang là size 11. Hiện tại thì mình đang mang giày Puma, thì mình thích cái mẫu Puma hơn á, mọi người thấy cái vậy, cái mẫu Puma mình đang mang á. Nhưng mà dây đó, cái mẫu đó thì nó có cục dây, cũng hơi bất tiện cho lúc mình cần tháo giày ra. Cho nên mình thấy cái mẫu này thì mình thử, quyết định mình thử. Mang cũng khá là hài lòng. Tuy nhiên khi mình thử hai đôi mình đi lại thì chắc là do nó mới cho nên mình mang mình cảm giác nó không có thoải mái và nhìn thấy nó hơi, nói chung là mình không thích. Mang vô đi rồi cũng không có thoải mái cho nên hơi khó khăn, cho nên quyết định mình không có mua đôi đó. Vì không hài lòng cho nên, với lại trong này nhiều mẫu mình cũng không có thích, cho nên mình với em gái mình quyết định đi về. Cho nên video này sẽ kết thúc sớm ha, và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video kế tiếp nha. Nhớ subscribe để ủng hộ channel Tiểu Bang Arizona. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye.